Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục tối ngày 2 tháng 12 hôm nay, sau phần tin an ninh trật tự là mục gương người tốt việc tốt, cuối chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 11, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá nhận xét xếp loại cán bộ và công khai bản kê khai tài sản thu nhập các đồng chí cho Ban Giám đốc Công an tỉnh năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Dũng, trưởng phòng tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại tá Tráng A Tủa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã nghiêm túc tự kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2021, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống trong toàn đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Năm 2021, Công an tỉnh đã hoàn thành 16 nhiệm vụ công tác, hoàn thành 86 trên 90, đạt 95,6% chỉ tiêu do Bộ Công an giao thuộc lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng an ninh, cảnh sát, công tác phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Sau khi thảo luận nhận xét đánh giá, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến xếp loại cán bộ năm 2021 đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Sau phần nhận xét đánh giá xếp loại cán bộ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, trưởng các phòng và trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố để thảo luận lấy phiếu tín nhiệm. Vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với các nhà tài trợ đã đến tặng quà cho cán bộ nhân dân và học sinh đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung thuộc các xã Bá Khoang, Nà Tấu và Nà Nhạn. Chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của các cán bộ làm nhiệm vụ và nhân dân, nhất là các em học sinh đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly y tế trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động công an thành phố Điện Biên Phủ đã tặng một số nhu yếu phẩm gồm mì tôm, nước lọc, bánh kẹo, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, tổng trị giá khoảng hơn 40 triệu đồng nhằm kịp thời động viên tinh thần hỗ trợ cán bộ nhân dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước chiến thắng đại dịch. Thì đội cảnh sát giao thông cũng phối hợp cùng với các nhà hảo tâm ở trên địa bàn thành phố cũng huy động một số phần quà và tập trung là trao tặng cho các cái điểm cách ly ở các cái xã vùng ngoài, nơi mà có người dân và các cái cháu học sinh nhỏ mà có hoàn cảnh khó khăn, để cùng chung tay góp sức để giúp đỡ các cháu để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cũng như là tỉnh Điện Biên. Trong thời gian vừa qua cũng đã vận động các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ. Đến thời điểm này thì cơ bản là các cái khu cách ly đã cơ bản đã đảm bảo về cơ sở vật chất và cái lương thực thực phẩm để tạo điều kiện cho người dân đảm bảo trong khu cách ly. Cũng mong rằng trong thời gian tới tiếp tục được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho hai điểm cách ly xã Bá Khoang. Sáng 29 tháng 11, đoàn công tác gồm đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an thành phố Điện Biên Phủ, Ban an toàn giao thông tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên do Thượng tá Lò Văn Hà, Phó trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có người thân bị thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thường niên hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đoàn đã đến thăm tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đối với 3 gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông năm 2021 trên địa bàn thành phố, gồm gia đình bà Lường Thị Phương ở bản Con Lúa xã Nà Tấu, bà Quảng Thị Phượng ở bản Nà Lơi xã Thành Minh và ông Tòng Văn Kiên ở bản Nà Ngá 1 xã Nà Nhạn. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi động viên những gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động tuyên truyền những người thân trong gia đình và cộng đồng dân cư chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa của sự kiện và những hậu quả mất mát đau thương cho gia đình và xã hội do tai nạn giao thông gây ra. Nhân dịp này, đoàn cũng trao tặng cho Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu 20 thùng mì tôm và 60 hộp khẩu trang y tế để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 30 tháng 11, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên tổ chức bàn giao ủng hộ 140 tấn xi măng cho Công an tỉnh Điện Biên để xây dựng trụ sở làm việc cho Công an Lào tại các bản biên giới giáp tỉnh Điện Biên. Là công ty sản xuất và phân phối xi măng đầu tiên của tỉnh, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty Xi măng Điện Biên luôn quan tâm và dành nhiều kinh phí triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc giao cho Công an tỉnh Điện Biên triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Công an tại các bản giáp biên giới Việt Nam, Công ty Xi măng Điện Biên đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên ủng hộ 140 tấn xi măng trị giá 210 triệu đồng để xây dựng 33 trụ sở làm việc cho Công an Lào theo kế hoạch đề ra. Đây là việc làm ý nghĩa, mang giá trị đoàn kết sâu sắc, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Bộ Công an, thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Công an hai quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Năm 2016, tập truyện ngắn Đầu Tay ra đời. Năm 2021, đạt một giải nhất và hai giải ba trong các cuộc thi do Bộ Công an và Báo Dân Việt tổ chức. Xuất bản 7 đầu sách với các thể loại như truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết. Hàng chục bài dự thi đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật do Bộ Công an và các bộ ngành khác phát động. Đó là những dâng lực khái quát nhất về thành tích mà chàng trung úy trẻ Phan Đức Lộc, cán bộ công an huyện Tuần Giáo đã đạt được trong thời gian qua. Phan Đức Lộc cũng chính là một tấm gương sáng trong phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng công an Điện Biên. Chúng tôi đến Tuần Giáo vào những ngày núi rừng Tây Bắc vào đông, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Sau một vài câu chuyện ban đầu, chúng tôi biết Lộc sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ nghệ cách mạng, vùng đất vang danh khoa cử. Với niềm khát khao được cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2017, người thiếu úy trẻ Phan Đức Lộc lúc bấy giờ xung phong lên nhận công tác tại tỉnh miền núi Điện Biên. Được phân công công tác tại Công an huyện Tuần Giáo, huyện cửa ngõ của tỉnh nhà, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của mình, Phan Đức Lộc đã luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày đầu nhận công tác ở Công an thị trấn Tuần Giáo thì thú thực tôi cũng có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ, những cái lo lắng, bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, sau đó bây giờ nhận công tác ở Điện Biên, một tỉnh miền núi của Tây Bắc, thì sẽ có những cái sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán, và dần dần thì tôi đã học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu để thích nghi với cái môi trường làm việc của mình, và lâu dần thì khi được tiếp xúc với cái văn hóa của địa phương, tôi cảm giác như là càng ngày thì tôi càng yêu thêm cái mảnh đất này. Với đặc thù của địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp gây ảnh hưởng đến tình an ninh trật tự, Trung úy Phan Đức Lộc luôn chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị cùng đồng đội thường xuyên bám nắm địa bàn cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chủ động đưa ra những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp hoạt động của các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Qua đó được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân tin yêu, ủng hộ, đánh giá cao. Đấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì với chức năng nhiệm vụ của công tác phòng chống tội phạm và kiêm công tác cảnh sát trật tự thì đồng chí đã làm tốt cái công tác tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy đơn vị trong đưa ra các cái giải pháp, phương pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực đấu tranh phòng chống các cái loại tội phạm như trên địa bàn thị trấn thì cũng nổi lên là cái tình trạng nô đề, cờ bạc và cái trộm cắp vặt, thì đồng chí cũng đã tham mưu để có những cái giải pháp tuyên truyền, ký cam kết đối với các khối bản, từ các khối bản bà con nhân dân nêu cao cái tinh thần tố giác tội phạm, cho nên là cũng từ đó là cũng đưa ra được những cái thông tin, nguồn tin chính có giá trị để giúp cho cơ quan công an triệt xóa các cái điểm
liên quan đến hình sự, kinh tế ma túy trên địa bàn. Đồng chí luôn thường xuyên xuống tuyên truyền cho bà con nhân dân trong bản về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Và đồng chí là một đồng chí cán bộ quá nhiệt tình. Riêng bà khối bản có công việc gì gọi cho đồng chí là đồng chí luôn có mặt. Vâng, ngoài ra đồng chí còn xuống giúp bà con dọn vệ sinh môi trường làng bản. Và còn xuống giúp bà con gặt hái các thứ, đồng chí rất là nhiệt tình. Ngoài nhiệm vụ thiêng liêng của một người chiến sĩ công an nhân dân là làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi còn biết đến Lộc với một danh xưng dường như trái ngược với chất võ của người lính, đó chính là nhà văn Phan Đức Lộc. Ngay từ nhỏ, Lộc đã có một đam mê cháy bỏng với những áng văn vần thơ. Có một tâm hồn trong sáng, luôn tìm hiểu học hỏi về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, cùng với thiên nhiên con người Điện Biên nên thơ hữu tình, mộc mạc chân tình, đã giúp Trung úy Phan Đức Lộc thỏa chí đam mê, viết nên những áng văn thơ, truyện ngắn mộc mạc, gần gũi và truyền nhiều cảm hứng cho người đọc. Khi sự tĩnh lặng của màn đêm đã bao trùm lên khắp bản làng nơi đây, công việc trong ngày đã hoàn thành, Lộc lại ngồi một mình với cây bút và trang sách, trầm tư suy nghĩ về cuộc sống, về công việc của những người chiến sĩ công an nhân dân và dùng chính ngòi bút để khắc họa nên hình ảnh sinh động gần gũi nhất về người lính qua những câu chuyện của mình và kết quả của những áng thơ ấy. Không chỉ giản đơn là thỏa lòng đam mê với nghiệp cầm bút mà còn cho Phan Đức Lộc những niềm vui lớn, nhiều người bạn mới thông qua những giải thưởng văn học nghệ thuật. Tính từ năm 2017 đến nay, Phan Đức Lộc đã vinh dự nhận được 16 giải thưởng của các cuộc thi viết do các tạp chí, báo, hội nhà văn trong và ngoài ngành trao tặng, như giải nhất cuộc thi viết về đề tài COVID, báo Dân Việt năm 2021, giải ba truyện ngắn cuộc thi cây bút vàng do Bộ Công an tổ chức năm 2021, giải ba truyện ngắn cuộc thi viết về người chiến sĩ cảnh sát giao thông do Bộ Công an tổ chức năm 2021, giải nhất truyện ngắn cuộc thi sáng tác văn học trẻ tạp chí Sứ Thanh năm 2018. Và trong cái thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng hoàn thiện tiếp những cái tác phẩm về đề tài công an nhân dân. Và sắp tới đây trong đầu năm 2022 thì tôi sẽ có xuất bản một cuốn sách dành cho thiếu nhi. Là đại biểu dự đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, đã có nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo và tạp chí, có nhiều đầu sách được xuất bản. Phan Đức Lộc đã, đang và sẽ luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Và có lẽ, chàng trung úy trẻ tuổi Phan Đức Lộc thực sự xứng đáng là một tấm gương sáng trong phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn hiện nay. Là một huyện biên giới có nhiều đường mòn lối mở với nước bạn Lào, bên cạnh việc thông thương đối ngoại thì cũng tiềm ẩn nguy cơ các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tội phạm về ma túy. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện Nậm Pồ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh nhằm đẩy lùi tội phạm ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn. Được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 380 người nghiện ma túy. Từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2021, Công an huyện Nậm Pồ đã phát hiện điều tra triệt phá 59 vụ, bắt 68 đối tượng, vật chứng thu giữ 16,6 kg heroin và hơn 76.000 viên ma túy tổng hợp. Đó là những con số nói lên độ nóng trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an huyện Nậm Pồ. Để đối phó với cơ quan chức năng thì hiện nay là cái số đối tượng phạm tội ma túy sử dụng rất nhiều hình thức để đối phó. Ví dụ như là sử dụng số đối tượng là thân nhân, họ hàng, mua chuộc số cán bộ thay hóa biến chất, mua chuộc số quần chúng tốt và sử dụng số thanh niên đua đòi, lười lao động để tham gia vào các đường dây vận chuyển mua bán trái phép ma túy. Và cái nữa là hiện nay các đối tượng là sử dụng số đối tượng mà thông thuộc địa bàn, mà liều lĩnh manh động,
Hai nữa là cái đối tượng sử dụng các hình thức liên lạc, thường xuyên thay đổi hình thức liên lạc, cũng như là sử dụng các trang mạng xã hội để liên lạc với nhau, để tránh cái sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Công an huyện Nậm Pồ đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra quản lý các loại hình kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 13 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với các đơn vị chức năng phá chuyên án 121V, bắt quả tang hai đối tượng Vàng A Xúa, sinh năm 1988 và Sùng A Hòa, sinh năm 1988, cùng trú tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 98 bánh heroin, một xe ô tô. Tiếp đó, ngày 21 tháng 8, phá thành công chuyên án 821G, bắt quả tang đối tượng Vàng A Páo, sinh năm 1991, trú tại bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 19 bánh heroin. Vận động nhân dân tự giác phá nhổ 485m2 cây thuốc viện tại bản Đề Pua, xã Phìn Hồ. Về đặc điểm địa bàn, thì địa bàn huyện Nậm Pồ là có cái đường biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào. Thì trong đó lại có rất nhiều cái đường mòn qua lại, mà giữa hai bên biên giới thì lại đồng bào có cái mối quan hệ đồng tộc thân tộc, nên là rất khó khăn cho công tác kiểm soát và quản lý cái đối tượng ra vào địa bàn. Và cái khó khăn nữa là khó khăn về cái phương tiện trang bị cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, thì khó khăn về cái công cụ hỗ trợ và tất cả các trang thiết bị nghiệp vụ khác phục vụ cho công tác đấu tranh. Cái nữa là do cái trình độ nhận thức của người dân, công tác phòng ngừa xã hội hiệu đạt hiệu quả chưa cao. Hai nữa là cái sự tham gia vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có lúc có nơi cũng chưa được chặt chẽ. Bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, Công an huyện đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia các phong trào phòng chống ma túy, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chú trọng xây dựng các mô hình xã không ma túy, bản bình yên tự quản về an ninh trật tự. Khi qua cái vận động này thì em thấy là cái tác hại của ma túy nó ảnh hưởng và nó hại rất là lâu đời, từ đời cha cho đến đời cháu, cho nên là đấy là một cái tác hại rất là kinh khủng cho bà con. Cho nên em thấy là chính quyền họ rất là quan tâm đến bà con, cho nên là họ đến tuyên truyền, đó là một cái việc giúp cho bà con để họ nhận thức được là mình phải làm thế nào để có thể tránh những cái trường hợp mà làm hư hỏng cái đời sống của bà con. Đó là em thấy nó rất là tốt. Với những cố gắng nỗ lực của Công an huyện Nậm Pồ, cùng sự phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, nhằm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên, được phát sóng 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về hòm thư email bản tin an ninh điện biên@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân.